Đây, tôi kiếm được một trận khá là vui anh em. Rồi, tôi cho anh em xem nhá. Là ông Patrick này đúng không? Xương rồng anh em ạ. Xương rồng 6 sao vàng, 4 sao tím anh em. Đó. Có King, có Suryu, có Sonic, có Boros. Đối đầu với lại Trích Lò anh em. chạy Suryu, Sonic. Cả chê anh em. Anh em nhìn thấy cái đội hình này em liên tưởng điều gì không? Không có King anh em ạ. Không có King chơi cả chê ạ. Đẹp. Để xem như thế nào anh em. Ở bên này thắng nha. Bên có Suryu thắng nha. Hai anh em đối đầu nhau ạ. Cả cha đối đầu với lại cả cha đối đầu đội Sơn Rồng anh em. Trông bựa thật sự. Ông này slot cuối kiểu không biết nhét cái gì ấy. Không biết nhét cái gì nhau anh tiến sĩ vào anh em ạ. Cái kiểu chôn vậy. Ok. Đó, Miyasada. Rồi, chạy theo. Chạy đi. Trong di kích. Trong khi ta có cá chê. Trận gì kinh, trong khi chúng ta có cá chê. Đúng không? Đỉnh luôn. Ta này chắc không đeo đồ rồi anh em ạ. Này đùa này. Nhờ một sức mạnh cá chê à? Sao mà nhờ được? Nát bươm. Bụp. Ôi sư rồng, tôi còn chưa thấy nó thể hiện được cái gì cơ. Bên kia sao mà huy được nhỉ? Mất cả sự bất khuất này. Sắp chết nơi này. Rồi, bơm máu cho nó đi. Bơm máu sư rồng. Đúng rồi. Sư rồng đi. Bên này có năng lượng không? Có số đất mà. Quay. What? Sủi tẩm vãi. What the fuck? Thôi, sư rồng đi. Trước. Tập. Đi tiếp. Tập. Khó chịu à. Trông khó chịu thật sự anh em. Đều tới nó. Đều tới. Ui, đi tiếp rồi. Để King 2 rồi. King 2 anh em ạ, King 2. Khó chịu lắm. Ui. Rồi sao? Tôi được bao nhiêu đây? Đi tiếp. Mày mất Sonic rồi. Làm gì con này kéo tốc nữa. Làm gì con này kéo tốc nữa. Đều tay nó. Con sủi nó chết hết rồi anh em ạ. Mày có xương rồng này kiểu trông kiểu nó đứng đủ hình rồi nè. Thật chứ. Thế đó nữa. What the fuck. Đồng con xương rồng đứng chứ đủ hình à. Chôn à. Rồi. Đúng kiểu chôn luôn anh em. Vãi cứt. Con xương rồng đứng chứ đủ hình à. Bựa thiệt. Cay ghê. Nhưng mà có là một trận thú vị anh em ạ. Xương rồng vẫn ở với cả cha anh em. Bên kia Trích Lò, bên kia không có King chơi cả cha. Quỷ.